Phần đông chúng ta có chung một suy nghĩ đó là muốn làm gì cũng phải có tiền, không có tiền thì làm gì cũng có, thì không thể làm gì được, thậm chí là không làm được gì cả. Điều này có thể là đúng nhưng có lẽ chưa đủ. Tỷ phú Jack Ma, người đang đứng đầu trong danh sách các tỷ phú ở châu Á với khối tài sản lên tới 37,4 tỷ đô la Mỹ và cũng là người giàu thứ 18 trên thế giới, chính là người khẳng định điều này. Vâng, và tại Diễn đàn Thanh toán Điện tử Việt Nam được tổ chức sáng nay tại Hà Nội thì tỷ phú tự thân với những thành công từ hai bàn tay trắng cho rằng là trong kinh doanh thì tiền không phải là yếu tố quan trọng nhất, mà quan trọng nhất đó chính là ý tưởng. Tỷ phú Jack Ma khuyên mọi người nên quên câu nói, nếu tôi có tiền tôi sẽ thành công đi. Theo ông thì vấn đề đầu tiên những người kinh doanh cần nghĩ tới là ý tưởng. Liệu mình có thể làm gì mà người khác không làm được, hoặc có thể làm tốt hơn những gì người khác đang làm hay không? Là doanh nhân thì cần phải nghĩ xem mình sẽ làm gì, chứ đừng nghĩ ngay tới việc sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Khi có ý tưởng tốt, ý tưởng tuyệt vời thì tiền mới phát huy tác dụng. Khi có đồng đội tốt và ý tưởng tốt thì sẽ có tiền, chứ không thể có chỗ cho những người thụ động trong trường hợp này. Và chúng ta có thể phải đi vay tiền. Nếu không vay được thì cũng có thể là vấn đề ngân hàng hoặc là đối tác chưa đủ tin tưởng chúng ta. Tỷ phú Jack Ma nhấn mạnh là bước đầu khởi nghiệp không cần làm gì quá to tát, chỉ cần cái gì nhỏ nhưng mà thú vị và phải có tình yêu trong đó, dần dần mọi thứ sẽ lớn lên. Các chính phủ thì cần tạo ra không gian để làm sao tinh thần doanh nghiệp, các hoạt động kinh doanh diễn ra dễ dàng, đặc biệt là với các startup. Trước khi đến Việt Nam, tỷ phú sinh năm 1964 cũng đã nổi tiếng với rất nhiều những câu nói khác. Là người luôn độc lập và kiên trì với những ý tưởng táo bạo, Jack Ma khẳng định rằng nếu bạn làm theo cách của Google, bạn cũng chỉ mãi là người đi sau. Là một doanh nhân thành đạt với khối tài sản cách xù bậc nhất Trung Quốc, nhưng Jack Ma lại tự nhìn nhận mình là một kẻ ngốc. Tỷ phú này từng tuyên bố tiền ông có ngày nay là một thứ trách nhiệm, đó là niềm tin mà mọi người đặt vào ông và vì thế ông không cảm thấy hạnh phúc. Vâng, và rất nhiều người có tiền cũng nói rằng họ không hạnh phúc, đúng không ạ? Và không chỉ nổi tiếng về sự giàu có, Jack Ma còn được đánh giá là một trong những nhân vật kỳ quặc nhất của giới tỷ phú. Cả về ngoại hình này, về tính cách, về thú tiêu tiền và triết lý sống và cả sự hài hước của ông nữa. Nhiều người khi mà tiếp xúc với Jack Ma thì thường sẽ đặt ra một câu hỏi là tại sao ông lại có một cái gương mặt trông khá là kỳ lạ đến như vậy? Thì ông trả lời là bởi vì ông luôn suy nghĩ mọi thứ theo những cách rất là kỳ lạ. Và ông cho biết rằng là có thể dành cả ngày để suy nghĩ về những vật có thể cản trở sự phát triển của công ty, những thứ sẽ trở thành ung nhọt để khi có nguồn lực lớn hơn thì giải quyết những vấn đề đó.